Chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ những cách làm sao các bạn đánh số thứ tự trên các trang tính, các bảng tính Excel. Thì đối với trang tính Excel thì có rất nhiều dữ liệu cũng như là rất nhiều cái số thứ tự mà trong bảng tính nó rất là dài, nên các bạn có thể có lúc cần đánh những cái số thứ tự tự động trên các bảng tính Excel. Các bạn nhập số thứ tự hay là các bạn xóa đi, nó sẽ nhảy số tự động trên các trang tính của các bạn. Thì hôm nay mình sẽ xin giới thiệu với các bạn các cái cách đánh số thứ tự bình thường cũng như là đơn giản cho đến phức tạp, như là phải cài những cái hàm đánh số tự động đối với các bảng tính. Thì bình thường là ở trên các bảng tính thì sẽ giới thiệu những cái hàm đơn giản như là cái hàm counter hay là pseudo hay là anger, hoặc là các bạn đánh số tự động trên cái autofit hoặc là thêm cái row. Thì mình sẽ giới thiệu những cách đánh thứ tự và các bạn sẽ so sánh những cái gì mà các bạn cảm thấy cần dùng đối với bảng tính với từng loại của các bạn thì các bạn áp dụng nhé. Đối với cách thông thường thì các bạn dùng autofit, rồi các bạn hay là đánh số tự từ 1 đến 2 này, xong bạn bôi đen nó vào và các bạn đã ấn nháy đúp tự động thì nó sẽ chạy số thứ tự. Cái thứ hai là bạn có thể kéo đó, bạn có thể kéo xuống con chuột bình thường và cái cách đánh số tự bằng dâu. Thì đối với công cụ dâu này thì cũng đánh số tự bình thường và rất là đơn giản. Các bạn để ý và các bạn làm theo nhé. Các bạn để ý là cái chỗ B4 này chúng ta phải trừ đi 3. Đó, sau đó chúng ta kéo xuống. Và tiếp tục đối với lại subtotal, chúng ta cũng làm theo cái hàm này bình thường. Chúng ta nhập công thức và chúng ta sử dụng cái hàm counter và chúng ta nhập cái dữ liệu vào nhá. Các bạn nhập dữ liệu, cái ô dữ liệu, tấn hai dấu hai chấm và nó tự động nhảy ô dữ liệu ta. Chúng ta đóng ngoặc vào và chúng ta hãy cố định cái F4 cái boolean này các bạn nhé. Chúng ta hãy cố định cái dòng dữ liệu này vào và tất cả các hàm chúng ta đều bây giờ cố định cái ô dữ liệu đầu tiên. Thế là chúng ta sẽ đến với lại cái hàm AF kết hợp với lại Suto hoặc là Couto. Tìm cái hàm AF kết hợp này, các bạn hãy nhập như công thức AF, đó là ô dữ liệu bạn nhập vào đó. Các bạn hãy nhập công thức như mình nhập nhé. Và những cái subtotal đó thì nó cũng giống như là cái bên cạnh chúng ta vừa nhập, chỉ khác cái là chữ kết hợp với lại cái công thức AF vào nhé. Và tất cả các hàm này các bạn đều phải cố định dòng nhé, cố định cái dữ liệu đầu tiên các bạn nhé. Các bạn hãy ấn boolean và các bạn ấn F4. Và nhiều máy mà chúng ta phải cần kết hợp với phím function nữa thì sẽ được nhé. Sau đó các bạn kéo xuống bình thường. Đó. Và chúng ta thấy sự khác biệt của tất cả các ô là như sau. Chúng ta sẽ sử dụng filter để lọc dữ liệu xem là nó nhảy nào nhé. Chúng ta ví dụ này. Đó. Thì đối với cái đầu tiên thì hai cái đầu tiên thì đều là số tự rất đầy đủ thứ tự, nhưng mà hai cái autofit và dâu này thì nó sẽ đánh số thứ tự là không đúng các bạn nhé. Đó, các bạn khi chúng ta lọc filter thì nó sẽ khác. Ta thử lọc thêm này, ví dụ lại này. Bây giờ chúng ta xem sự khác biệt nữa, chúng ta xóa đi một dòng. Đó. Thì ba cái
là nó trả về số tự nhiên thứ tự rất đầy đủ. Có cái outfit là nó không. Đó. Chúng ta tiếp tục xóa thử dòng nữa. Đó, chỉ có 3 cái nhảy thứ tự rất chuẩn. Đó. Bây giờ chúng ta kiểm tra một sự khác biệt nữa là chúng ta đánh dữ liệu thì nó sẽ các số tự nó sẽ nhảy các bạn nhé. Và chúng ta sẽ copy công thức xuống để chúng ta thấy được sự khác biệt của tất cả những cái hàm như này. Đây. Riêng cái số tổ này nó chạy không thứ tự. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ nhập dữ liệu vào cái chỗ họ tên này. Người ta đã ví dụ ta đánh một cái tên nào đó. Và ta đánh enter thì số tự sẽ nhảy các bạn nhé. Đó. Đấy, cái hàm kết hợp if này nó rất là hay. Đánh thử một tên nữa này. Đó, các bạn ấn enter phát là tự nhảy. Thấy chưa? Các bạn có thể copy cả một đoạn danh sách xuống và số tự cũng nhảy luôn. Đó, nó cũng là rất tiện lợi cho một cái bảng tính nếu chúng ta cần nhập dữ liệu và số tự tự đánh, tự nhảy. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với lại các bạn cái cách đánh số thứ tự tự động trên Excel. Thế thì các bạn thấy hay và hữu ích hãy chia sẻ video cũng như là like, đăng ký để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của mình. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào tạm biệt các bạn.